Dạ, anh Nguyễn xin chào toàn thể bà con cô bác của mình, chị em quý khách hàng. Thì hôm nay hàng lại về ngập kho rồi. Hôm nay hàng đợt này là rất là đẹp ha, tất cả đều là nằm mới đẹp luôn, nó toàn nguyên hộp không. Đó, ví dụ cái cửa đĩa rất lét nè, anh nào dặn em thì hôm rồi thì hôm nay nó lại về hàng tiếp rồi, tất cả đều full hùng. Ồ, có cây bu lông đẹp quá, mới luôn, hình như chưa xài luôn á. Rồi có bu lông AG nữa, bu lông AG đó thì rất là nhiều hàng, rất là đẹp. Ồ, có cả bu lông hơi nữa nè, bu lông hơi. Rồi đây có đục hơi, máy đục hơi của Rewi, nhiều hàng lắm, đó, tất cả đầy kho hết rồi. Thì hiện tại tụi em cũng đang xuống hàng rất là nhiều, các bạn đang soạn và lựa, soạn và lựa, rất là nhiều, rất là nhiều. Đây có máy hút bụi rất led, đợt này máy hút bụi rất led về rất là nhiều. Máy hút bụi của Rewi rất led á, nó vừa có cái chỗ quét nhà nữa nè. Đó. Máy thổi lá Rewi hệ 18V. Đó, nhiều lắm. Đợt này về đủ các loại. AG, Rewi. Thì hàng này tụi em chưa test, sẽ soạn và test sau cho mọi người. Các bạn đang xuống hàng. Đây có con hút bụi rất led nguyên hộp luôn mấy em, nó đẹp quá, chưa xài. Rồi có xe cắt cỏ tự hành người về cũng rất là nhiều nè, rồi full thùng hết mới. Rồi vào máy nén khí Rewi về rất là nhiều nha. Đây có 2, 4 cũng không nhiều lắm, cỡ chừng 10 mấy 20 con thôi. Thì anh tranh thủ điện thoại em. Rồi có cả nén khí 4 đầu bơm AG. Con này đẹp quá. Con này bơm tốc độ rất là nhanh. Rồi nén khí 3 ngựa AG. Con này thì chạy tốc độ đầu bơm trực tiếp. Rồi Rewi. Mới đẹp hết nha mấy anh. Nó đồng còn sáng giới nha. Mới đẹp hết. Giá vẫn không thay đổi. 2 triệu rưỡi. Đó. Cũng 2 triệu rưỡi. Ồ, có Rewi rửa xe 1800W mới full thùng. Anh tranh thủ liên hệ em. Máy phát điện, loại Rewi 2000W. Ồ, cắt cỏ nữa. Lần này em về xe 4 người xe cắt cỏ Yamaha. Máy mài 2 đầu đá AG. Đẹp quá. Cũng chưa xài luôn mấy nè, còn nguyên, người ta chưa có ráp gì hết, còn nguyên đồ phụ kiện luôn. Ồ, đây có cái chai nhắm băng. Nhắm băng này không biết đẹp không. Chai nhắm băng. Này cho em khui sao đi. Thế là full hùng rồi đó, không biết ngon lành không. Ồ, đây có thêm con mài hai đá AG nè. Rồi, đặc biệt cưa bàn. Cưa bàn em về tổng cộng là 30 con. 30 con cưa bàn. Đó, em chắc quay một cột luôn. Đó, mấy bạn đang xuống hàng nữa còn nhiều lắm. Đa số là cũng đẹp, đầy đủ cử. Lúc mà xuống hàng thì em thấy là nó hầu như có cử hết á. Classic. Classic Humbic. Được Classic Rewi về tiếp. Được Classic Humbic lâu rồi em lại hết đứt hàng. Hôm nay lại về tiếp full thùng luôn, 1 triệu rưỡi à. Con này có 1 triệu rưỡi con này. Full thùng luôn, thường là nó đẹp lắm. Ồ, con này đẹp nè. Em có mình em nên em không khui được. Cái xích hâm lít quân hùng. Ồ, có máy thổi lá xăng nữa. Máy thổi lá chạy xăng hâm lít. Máy thổi lá chạy xăng của Rewi. Đây. Độ 325 km/h. Con này hai thì chạy xăng hai thì. Rồi cưa lộng vòng. Rồi. Ồ, ở đây em có một cái combo, hình như cái combo này là 20 món. Hay lâu rồi em mới không thấy cái combo này. Combo này là từ nhà tới trường luôn, đầy đủ, không thiếu một thứ gì. 20 món. Đèn quạt thì tới, có không có quạt, không có quạt. Đèn, hút bụi, cưa lộng, nói chung có tất tật luôn. Đó, 20 món. Đó, thì em sẽ báo giá cho mọi người. Rồi combo 5 món, nhiều lắm. Đó, rửa xe Rewi 2000, full thùng, đẹp.
biệt là về rất là nhiều cưa trượt, có cả cưa trượt pin nữa, cưa trượt pin AEG. Khoan bàn đây, khoan bàn còn đẹp luôn, vận chuyển hơi chạy rồi, mới lắm. Rồi cưa động dòng nè, cưa trượt pin AEG nè. Đó, đây có con cưa trượt pin AEG Rolex nữa nè. Đó, cưa trượt pin AEG đợt này về cũng khá nhiều. Anh em liên hệ em, đa số là đẹp, mới đẹp. Chứ có gì đây, hút bụi AEG. Đó, máy hút bụi AEG, máy hút bụi vắt nữa nè. Máy lau sàn, máy lau sàn thì hơi nóng. Đây có hai con hút bụi AEG. Rồi máy hút bụi vắt lời lớn, lớn cũng gia đình nhưng mà nó xài công suất lớn hơn bình thường. Rồi chị em nào lấy máy gì thì tranh thủ liên hệ em. Em sẽ lấy. Ồ, có con cưa bàn full hùng luôn em. Em coi coi đẹp không? Không, con này có xài rồi. Bình thường nhưng có xài rồi. Rồi có gì em sẽ update thông tin cụ thể, chi tiết từng máy từng máy. Thì tùy theo đợt xấu sẽ có giá khác nhau. Em xin cảm ơn và hẹn các anh chị trong ngày mai. Em sẽ báo giá tất cả. Ồ, có khoan lỗ Raibi nè. Khoan lỗ Raibi 43cc. Rồi ok. Rồi, cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại các anh chị vào ngày mai nhé.